Trung tuần tháng 8 âm lịch vừa qua, cũng như ở Việt Nam, các nghệ sĩ cổ nhạc và sân khấu gốc Việt ở ngoại ô thủ đô Washington, Hoa Kỳ đã tổ chức chương trình dỗ tổ ngành sân khấu và trình diễn phục vụ bà con trong cộng đồng vào dịp đặc biệt này. Mặc dù đây là thời điểm có nhiều hoạt động khác nhau trong cộng đồng, nhưng chương trình cũng đã thu hút rất nhiều người tới tham dự. Và không phụ lòng mong đợi của mọi người, chương trình đã được mở đầu bằng bài vọng cổ nổi tiếng vốn được coi là nguồn gốc của nghệ thuật cải lương Nam Bộ, dạng cổ Hoài Lang của cố nghệ sĩ Cao Văn Lầu. Để mình nhớ về cội nguồn dân tộc, thì ở xa quê hương mà khi mà còn nghe được cải lương là còn giữ được quốc hồn quốc tí. Thu Hương là người miền Tây nên Thu Hương rất thích cải lương. Chương trình rất là hay, phải nói là các nghệ sĩ, các ca sĩ trình diễn vở tuồng hát cải lương rất là hay ạ. Vâng, rất là cảm động. Điều đáng mừng ở chương trình này không chỉ là sự ủng hộ, quan tâm của đông đảo đồng bào trong cộng đồng, mà hơn thế, bên cạnh các nghệ sĩ cao niên, trung niên, khán giả còn được chứng kiến rất nhiều nghệ sĩ trẻ cũng đã theo đuổi cổ nhạc và có thể hát được, thậm chí là hát cổ nhạc rất tốt. Đây là một điều không chỉ đem lại niềm vui, hạnh phúc cho các thế hệ nghệ sĩ đi trước, mà thực sự còn là một tín hiệu đáng mừng trong việc lưu truyền cổ nhạc Việt nơi hải ngoại. Những người trẻ ở đây đã cố gắng họp với nhau để lập ra những cái đoàn hát, để mà cũng như lần này thì có cúng tổ đó, cúng tổ hai ba chỗ cúng tổ, như vậy là cũng là một cái truyền thống để mà gây dựng lại cái nền cổ nhạc ở tại địa phương này. Đêm dỗ tổ và trình diễn nghệ thuật cổ nhạc Việt ở ngoại ô Washington bắt đầu rất sớm, từ khoảng 18:30 tại trung tâm thành phố Fortress, nơi tập trung đông người gốc Việt sinh sống, và kéo dài cho tới gần nửa đêm với rất nhiều trích đoạn cải lương và sân khấu khác được trình diễn phục vụ đồng bào. Mặc dù vậy nhưng hầu như tất cả các khán giả đều đã ở lại cho tới khi đêm trình diễn kết thúc. Điều đó phần nào cũng cho thấy tình cảm mà đông đảo khán giả ở ngoại ô Washington dành cho cổ nhạc Việt Nam.